Xin thưa với lại các đồng chí, đây là thư pháp của người nông dân Khang Audio 18 Bình Dương. Địa chỉ đến: thôn Khuổi Cằn, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Nhà cung cấp là Khang 1861. Merci. Đấy, đây là thư pháp của người nông dân đấy. Đây là âm ly đa tơn, có model DA5000X, cung cấp với một mức thóc đệ nhất thiên hạ rẻ 680.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển cho một chiếc âm ly 12 xò của hãng đa tơn. Hàng có địa chỉ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Quay lại để một số thượng đế coi như thế là trả mình chiếc âm ly này không đủ 680.000 đồng nhá. 680.000 đồng là một mức thóc trên quả đất này không ai dám bán mức thóc đấy, thế mà lại còn bớt xén của mình thì đương nhiên là mình không thể bán được. Mong một số thượng đế mặc cả chiếc âm ly này cũng thông phần cảm cho nhá. Thôi xin phép dừng video ở đây, thân ái chào tạm biệt, xin chào.